Xin chào Sophie, xin chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tính toán và công thức trong Excel. Chúng ta có một số các phép tính cơ bản này. Thì phép cộng thì chúng ta sẽ thể hiện bằng dấu cộng, phép trừ là dấu trừ này, phép nhân thì thể hiện bằng dấu hoa thị, còn phép chia thì sẽ thể hiện trước khi thực hiện một số quy tắc thực hiện phép tính trong Excel như sau. Đầu tiên là bạn cần nhập dấu bằng trước, sau đó bạn nhập nội dung phép tính, sau đó bạn nhấn Enter này. Thực hiện phép tính với địa chỉ ô như sau. Để thực hiện tính toán trong Excel ấy, thì bạn thực hiện chủ yếu trên địa chỉ ô. Cụ thể nhé, ở đây của mình ghi số 1 này, số 2. Ví dụ như ở đây mình có 3. Thì cái phép tính của mình như sau. Đầu tiên nhé, mình nhập dấu bằng này. Đầu tiên mình ở đây của mình là mình muốn lấy 1 cộng với 3. Thì mình có, đầu tiên là mình nhập bằng số trước nhá. Mình lấy 1 này, mình nhập với cộng với 3 này. Đấy, của mình là phép cộng bằng 4 nhá. Còn nếu mà mình muốn sử dụng phép trừ thì bằng các bạn bằng 4 trừ đi 2, sau đó nhấn Enter. Hoặc là nếu mà bạn muốn lấy phép nhân ý, thì đầu tiên bạn bằng này, bạn bằng 2 này, nhân với 2 này, bằng 4 này. Tương tự phép chia thì bằng 2 chia cho 2 bằng 1, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thực hiện phép tính thì bạn nên là thực hiện phép tính bằng địa chỉ ô thì nó sẽ hay hơn. Sự khác biệt là như thế nào? Ví dụ nhé, ở đây của mình đang lấy là 1 cộng 3 này bằng 4, đúng không? Bây giờ ô này thì mình bôi vàng lên để các bạn có sự phân biệt. Bây giờ mình thực hiện bằng địa chỉ ô như sau. Cái ô A1 này của mình ý, nó bằng 1 thì là nó đang trừ giá trị bằng 1. Mình lấy ô A1 này, mình cộng với ô B3. Tức là mình cũng đang thực hiện phép tính là 1 cộng với 3. Thì ở đây đương nhiên là sẽ về 4 rồi. Nhưng mà nếu như ở cái ô A1 của này của mình ý, mình thay đổi giá trị nhá. Mình thay đổi nó bằng 10. Thì ngay lập tức ý, cái kết quả ở ô D này của mình ý, ô D1 này của mình cũng sẽ thay đổi theo. Vì vậy nên là bạn nên thực hiện phép tính bằng địa chỉ ô nhá. Sao chép công thức. Có nhiều cách sao chép công thức. Cách thứ nhất là bạn chọn ô có công thức, sau đó bạn nhấn toàn phím Ctrl C. Sau đó là bạn tìm nơi giá, là bạn nhấn toàn phím Ctrl V. Ở đây này, khi mà mình sao chép công thức này, ví dụ như ở đây của mình đang là ô A1 mình cộng với B4, thì nếu như mình xuống đây này, mình cũng gõ này, mình bằng cái ô này, mình cộng với cái ô này thì bằng 8, đúng không? Thì thay vì ở đây mình phải đi gõ lại công thức ý, thì lúc này này mình chọn một ô này trước nhá. Ô này là ô D1 nhá. Mình nhấn toàn phím Ctrl cộng với C. Tiếp đến này, mình xuống cái ô mà D5. Mình nhấn Ctrl V. Thì lúc này cái công thức của mình ý, nó đã sao chép này, nó cũng tự nhiên nó sẽ hiểu cho bạn là nó sẽ cộng công thức từ A5 cho đến B5. Là bạn chọn ô của công thức này, sau đó bạn di chuyển con chuột vào góc dưới bên phải của ô đang chọn. Khi mà con chuột của bạn xuất hiện dấu cộng màu đen, bạn giữ chuột trái và bạn kéo xuống. Ở đây mình lấy ô D1 nhé. Sau đó mình để con chuột sang ở cái phần góc phải bên dưới. Mình thấy xuất hiện con chuột màu đen này, biểu tượng cái phần dấu cộng màu đen ấy. Mình nhấn chuột trái và mình kéo xuống. Như vậy công thức của mình cũng được di chuyển. Phương pháp thứ 3. Phương pháp thứ 3 này là phương pháp mà cũng tương đối nhanh. Khi mà bạn quét chọn cái ô đầu tiên ấy, sau đó khi mà bạn chọn cái ô đầu tiên của công thức, sau đó này, bạn quét hết cái vùng. Tiếp đến bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl D. Cái tổ hợp phím này ấy, nó có tác dụng là sao chép công thức từ trên xuống. Sau đó này, tiếp đến nếu như bạn muốn mở rộng sang bên phải ấy, thì bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl R thì bạn sao chép công thức từ trái qua phải. Ở đây mình có một cái hàm này, hàm RandicWin. Hàm này là nó sẽ trả về một cái số ngẫu nhiên trong cái khoảng mà bạn chỉ định. Ví dụ cái khoảng của mình chỉ định khoảng từ 2 này và đến 10. Nghĩa là chữ của mình sẽ bắt đầu vào từ 2 và nó dao động đến 10. Mình nhấn Enter. Bây giờ nhé, chẳng hạn như một cái vùng này từ A1 cho đến, để mình nhấn vùng để các bạn nhìn cho nó dễ. Ví dụ như từ cái vùng A1 này cho đến cái vùng D6 này, thay vì đến mục B này mình cũng nhập công thức là B1 này, mình cũng nhập công thức là RandicWin.
C này mình cũng nhập công thức đấy, và đến vùng này mình cũng nhập công thức đấy. Thì đầu tiên nhá, mình quét cái vùng trước, sau đó này bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng với D. Nếu bạn muốn mở rộng hết vùng thì bạn nhấn Ctrl cộng R. Thì như vậy cái công thức của mình ấy nó được sao chép này. Một trong cái công thức của bạn ấy thì bạn có thể tập hợp nhiều phép tính nhá, như là phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia cùng một lúc. Ví dụ như ở đây của mình đi, mình có thể là mình lấy 9 này, mình chia cho 2. Sau đó này, mình cộng với 4. Và mình trừ đi 2. Mình nhấn Enter. Thì lúc này mình có thể làm phép tính cộng trừ nhân chia cùng một lúc nhé. Như vậy là sau bài học này thì các bạn có một cái kiến thức cơ bản về các phép tính và cũng như cái phần lưu ý về sao chép công thức. Thì bài học của mình xin được phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Tin học Sang Việt nhé.